Xin chào quý vị và các bạn. Cố nghệ sĩ nhân dân Tào Mạt, người con của quê hương Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Tây, tác giả bộ ba chèo bài ca giữ nước, được Đảng và Nhà nước trao tặng giải thưởng cao quý, giải thưởng Hồ Chí Minh. Đã có hàng trăm bài báo viết về ông. Chỉ riêng với bộ ba vở chèo bài ca giữ nước, ông đã trở thành bất tử, bởi vì mãi mãi về sau, tinh thần yêu nước và bài học về lòng yêu nước sẽ không bao giờ là cũ, điều mà các thế hệ con cháu không bao giờ được phép lơ là. Chỉ vậy thôi, Tào Mạt đã trở thành một tượng đài vĩnh cửu trong lòng chúng ta. Trong chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tây xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn Lột áo mũ quan và lớp chôn hề, trích bộ ba vở chèo bài ca giữ nước của cố nghệ sĩ nhân dân Tào Mạt do đoàn chèo Tổng cục Hậu cần trình diễn. Thằng chim, à dạ. Nào là thằng chuột, dạ. Chúng bay làm nghề gì? Bẩm quan lớn, chúng con làm nghề đầy tớ quan ạ. Thế quan làm nghề gì? Bẩm, làm quan là để làm nghề bố mẹ dân ạ. Khá lắm, khá lắm. Ta khen là chúng bay sáng giả. Sách có chữ quan giả dân chi phụ mẫu, nghĩa là người làm quan là phải thương dân như bố mẹ thương con. Rồi quan còn làm nghề gì nữa? Rồi quan còn làm nghề đầy tớ dân nữa à? Khá, 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 khá lắm. Ta khen là chúng mày nhớ đúng sách, đúng nhời quan dạy. Sách có chữ quan giả dân chi công bộc. Thánh Hiền dạy rằng quan giả dân chi công bộc, nghĩa là người làm quan là phải làm đầy tớ chung của dân. Hai thằng chúng bay đã thuộc hết nghĩa sách chưa? Chúng con nhớ hết nghĩa sách rồi ạ. Như thế là quan thì là mõ, mà chúng con thì là đầy tớ mõ. Lại có nghĩa rằng quan thì có quyền ăn tham như mõ, mà chúng con thì có quyền ăn vặt như đầy tớ mõ. Chuột thì có răng, chim thì có mỏ, mỏ chim để khoét, răng chuột để đào. Cho nên sách Thánh Hiền mà đến thầy tớ ta đem ra hành đạo. Quan thì có quyền quát nạt dân, cũng như bố có quyền đét đít con cái. Mẹ có quyền cả vú lấp miệng em, lại có quyền ăn tham hơn mõ. Nghĩa là một mình một chiếu với một mâm cỗ thật đầy, biên vào dạ cho dễ nhớ, thì còn hai chữ khoét đào đào khoét à. Khá lắm. Ta khen là chúng mày thuộc đúng sách, đúng nhời quan dạy. Vậy ta hô danh để hai thằng chúng bay thuộc sách nghe không? Dạ. Yeah. Nào là thằng chim. Khuyết. Nào là thằng chuột. Đào. Chim. Khuyết. Chuột. Đào. Chim. Chuột. Đào. Chuột. Đào. Đào. Chuột. Đào. 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 Hôm qua, tao vừa phát mại được một món thóc phát trận ra đất. Dạ. Yeah. Hôm nay cái bọn lái buôn nó hẹn mà vẫn chưa thấy nó tới. Dạ. Yeah. Vậy à, nhân khi thư thả, hai thằng chúng mày có bài nào hát cho quan đỡ buồn nghe không? Trong cái đám lai buồn hôm qua, có con mẹ, nó vừa đẻ, dạ. Vừa lặng, dạ. Lại vừa phốp, 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 pháp. Thành ra cái lưng quan lớn nó rút, dạ. Mà cái đầu gối quan nhớn nó lỏng, dạ. Cái gần quai hàm quan nhớn nó muốn rụng. Dạ bẩm quan lớn, thầy tớ ta ăn nên làm ra, đối cảnh sinh tình chúng con xin hát là hát đi, dạ. Quét cùng đào ở ngay chỗ lưỡi công môn. Thân chim mà phận chuột chỉ có quét cùng đào, quét na đào, quét na đào.
đảo ở cái nách. Công môn thân chi mà phận chuột chỉ có khuyết đảo. Chim nào là con chim không ngỏ ai à. Nó là thằng là thằng là nữa là thằng là kinh ông quan quan là ông mà rằng đó là thằng ông quan là có bên thằng giặc. Sao? Sao chúng bay dám hát so quan với thằng giặc? Đứa nào? Đứa nào? Dạ. Chúng bay học mà chúng bay không nhớ sách. Sách có chữ tiến vi quan, đạt vi sư. Dạ bẩm quan. Thế có nghĩa là thế nào? Nghĩa là làm quan, làm quan phải đứng, phải đứng trên thầy. Ta làm quan ta phải đứng trên thầy. Quan là cha mẹ cô mày, cô mày nhân dạng có dòng có mã mới nên quan. Quan là quan lũ dân, dân là đàn vịt, dân là đàn vịt, dân là đàn vịt phải dạ bẩm quan lớn, khi con còn bé, con được nghe mẹ chúng con hát du chúng con như thế này cơ à. Mẹ mày du thế nào? Dạ mẹ con du thế này. Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc à, cướp ngày là quan. Dạ bẩm quan lớn, khi con lớn lên con không thích làm ăn. Con nghĩ một là theo giặc đen cướp đêm, hai là theo quan đen cướp ngày. Yeah. Dạ lúc đầu con nghĩ ăn cướp đêm của lương thiện hơn ăn cướp ngày. Yeah. Vì sao? Dạ bẩm quan là vì ăn cướp đêm mới chỉ có đến những nhà giàu mà cướp, nhưng lại có thể bị chết đâm chết chém. Sau con mới nghĩ lại, ăn cướp ngày tuy có hơi thất đức bạc ác một tí nhưng vẫn còn hơn ăn cướp đêm. Vì giàu nghèo gì thì họ cũng phải lạy quan mà nộp. Cùng lắm thì chỉ bị lột chức vào tù chứ không đến nỗi bị chết đâm chết chìa. Dạ, ăn cướp ngọt như thầy tớ ta thì thật là đáng mặt. Đại thành chí thánh tiên sư. Quan mà cũng đến bậc đại thành chí thánh tiên sư. Dạ bẩm quan, con còn nhớ như in cái ngày mồng riêng tháng ngoái à. Mày nhớ thế nào? Dạ có một thằng lực điền nó vác trên vai một tấm gỗ ván thôi. Quan lớn mới cho gọi vào, quan lớn bảo bảo sao? Dạ quan lớn bảo là mẹ tên nhân cha mày. Dạ mày đào mã nhà ai à? Thằng lực điền nó sợ toát mồ hôi hột. Rồi quan lớn mới sai con nhốt nó vào củi. Quan lớn sai thầy đề thảo chát sức cho 72 xã hỏi xem có nhà ai mất mã. Dạ, đúng ngày các xã trưởng có đơn trình không có nhà ai mất mã. Rồi quan lớn mới sai con mở củi tha cho thằng lực điền. Dạ, thằng lực điền nó được tha, nó vái lại quan lớn đây cứ như bổ củi ấy à. Nhưng mà còn
con đi theo hầu quan lâu ngày thì con biết à. Mày biết cái gì? Dạ 72 lá đơn ấy quan lớn được 72 quả cau à. Dạ 72 lá trầu à. Dạ 72 đồng tiền nộp lệ à. Dạ còn thầy đề được lót tay 72 đồng tiền kẽm à. Dạ còn thằng lính lệ thì được thằng lực điền kia chiêu đãi với rượu là cứ say tít cung thang à. Dạ ăn cướp ngọt như thầy tớ ta thì thật là đáng mặt. Tiên sư đại thành chí thánh à. Dạ bẩm quan, nhưng sau con về con khoe với mẹ con thì mẹ con lại mắng con rằng. Mẹ mày mắng thế nào? Dạ mẹ con mắng con rằng là 72 quan tiền ấy là do các xã trưởng họ lần ở cặp váy những người nghèo khổ như mẹ con đấy. Hừ, láo, con mẹ mày láo. Ông quan là có bên thằng giặc đi à, ơi ơi à, cái nghĩa nhập và nhằng là như đây với đây, chỉ có khác khác nhau một chữ đêm với một chữ hẹn ngày, chỉ có khác khác nhau một chữ đêm với một chữ hẹn ngày. Trời ơi, dạ bẩm quan. Dạ bẩm quan lớn. À cái đám lái buôn họ đã đến rồi đấy ạ. Buôn đến. Dạ buôn đến ạ. Mày ra cho nó vào. Dạ. Thằng này, dẹp. Cho chúng nó vào. Quan lớn, cái đám lái buôn họ có 10 người giai nhân đi theo để hộ tống thóc xuống thuyền. Dạ. Con đã bảo họ ngồi bớt ở góc sân công đường. Dạ, ngoài công đường người à. Tốt lắm. Dạ. Cái đám lái buôn này có vẻ giàu có đấy. Dạ. À, xin chào các cô nương. Thế trong các cô đây, ai là bà chủ? Dạ, thưa quan lớn, bà chủ của chúng em đây ạ. Ôi giời, xinh ôi, quá, quan ơi, bà chủ đẹp. Ôi chào, bà chủ của các cô trông mới xinh đẹp làm sao? Thế chẳng hay cô nương định mua bao nhiêu thóc? Dạ, em sẽ mua hết số thóc trong kho mà quan muốn bán. Cô nương vẫn to đến thế kìa. Mà cô nương định tính giá thóc bao nhiêu? Em sẽ trả gấp dưới giá thóc mà quan vẫn bán. Ôi trời ơi, ơi. Chuyện này thì lãi to này quan ơi. Chị... Thế thì cô nương phú gia địch quốc thì còn gì. À mà lạ, cô nương mua thóc làm gì mà đắt đến như vậy? Em mua thóc là để dùng vào việc làm phúc à. Cô nương lo đường làm phúc phỏng. Mà nếu là việc công đức ấy, ở cái thời buổi thóc cao gạo kém thế này, bán như thế thì cũng rẻ được một nửa chứ còn gì nữa. Lệnh của triều đình mở kho trần cấp cho dân, quan phủ mẫu bán cho lái buôn lấy tiền đút túi. Này, cô gái kia, cô phải liệu đường mán nói. Ừ. Cô nên nhớ rằng đây là công đường. Đây là công đường. Chứ không phải nhà cô. Gớm, em mới nói có thế mà quan lớn đã nổi nóng lên rồi. Em đi buôn thì chỉ lo mất vốn, quan làm thế này mà không sợ phép của triều đình hay sao? Xin cô nương cứ yên lòng vững chí. Hoàng thượng đã đi trận mạc nơi xa.
Còn Hoàng Phỉ Lan, Hoàng Phỉ Lan có tài cắt mấy thì cũng là đàn bà, mà đây là rừng rú không thể lên đến đây được. Huống chi ta, ta là cháu ruột của Hoàng hậu Thượng Dương, mà dù có kẻ nào ton hót về triều thì họ phải nên nhớ rằng bà cô của ta chỉ cần ho một tiếng, lập tức đầu họ rụng như bão rung cảnh tao. con nương đừng lo. Ấy là em cũng nói thế thôi. Làm ăn thì phải phòng xa, quan không sợ vua đã vậy, người không sợ dân phẫn uất nổi lên đập phá tư dinh của ngài hay sao ạ? Cướp, cướp đến đây ta sẽ chấn trị ngay, còn chúng hoành hành ở đâu thì ta cũng mặc. Mà nếu triều đình có hỏi thì ở đây châu lỵ vẫn yên, mà bọn giặc cướp không bị dồn đến đường cùng. Ta ở đây vẫn bình an vô sự. Như thế là ta đã rõ. Quân đây, cướp gươm tuốt khỏi vỏ, lệnh trai nấy đứng im. Trói cổ con giặc cái đi lại cho tao. Cướp hoàng quy nhiếp chính giáng lâm. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thầy tớ ngươi hãy quỳ xuống mà nghe sắc. Ôi trời ơi, dạ muôn tâu hoàng thượng. Ôi trời ơi, dạ muôn tâu lệnh bà, lệnh bà giá ngự vi hành, con đã phạm nhiều điều bất kính, dạ xin đức bà xá tội. Dạ. Chị Châu Dương Văn Bảo. Ôi, dạ. Người đã biết tội hay chưa? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con chắp tay con vái lạy đức bà. Xin đức bà, xin đức bà hãy nghĩ đến câu vì cây dây cuốn mà đức bà sau xa mề xa lầm xa lỗi cho kẻ tội thần ngu si. Ôi trời ơi, chỉ vì tham ăn tham mặc tham rượu tham vàng tham bạc tham gái nên với dân tới suy bị mắc tội tày đình, khấu đầu dập ma đất bấu. Ôi lạy thời đức quan âm bì đức bà ban ơn thời ban phúc, xin đức bà giảm đặng cho hạ thân tôi. Chị Châu Dương Văn Bà. Dạ. Hai tên lính kia tên gì? Dạ. Muôn tâu đức bà, một thằng tên là thằng Chim mà. Khoét cái tổ cụ ơi. Ôi dạ, còn một thằng tên là thằng Chuột à. Đào. Đào cái mà ngu mày. Nhà ngươi ăn cơm mặc áo của triều đình, lại là cháu gọi hoàng hậu bằng cô. Đối với đức vua, ngươi vừa là thần tử, vừa là tình gia tộc. Vậy mà ngươi dám sấp mặt làm càn. Không biết rằng vì đói rét thúc bách dân sinh làm bậy, đến thóc của triều đình trần cấp cho dân, ngươi cũng biển thủ làm giàu. Sau khi xem xét dân tình tường tra tại sở, đã nghe chính ngươi từ thú. Vậy thay quyền hoàng đế, ta xuống chiếu lột chức ngươi. Tịch biên gia sản trần cấp cho trăm họ bản dân. Hai tên lính kia nghe lệnh ta truyền. Dạ. Hãy lột áo tên Chi Châu đuổi về kinh chờ ta đình tội. Dạ. Còn hai tên từ chối rồi ra nói với cai ngục rằng hoàng đế ra lệnh tống ngục các ngươi, đợi khi nào biết hối cải thì tha cho về quê quán làm ăn. Dạ.
Ôi trời ơi. Dạ, dạ, dạ bẩm quan lớn. Thế bây giờ thì vua hơn hay là quan hơn ạ? Vua vẫn hơn. Dạ bẩm quan, nay hoàng phi ra lệnh cho chúng con phải lột áo của quan thì chúng con biết nghe ai ạ? Phải nghe. Phải nghe lệnh nước mà. Dạ. Ôi ơi. Quan ơi. Cái gì? Thầy tớ ta là cái số con nỉ. Con mèo. Mỗi người mỗi ngả. Biết đi. Biểu nhiều lỗi nỉ. Nỗi buồn. Dạ. Chúng con khất lỗi quan à. Ôi trời ơi, lỗi tội gì? À là cất đi à vũ quan. Để cho vũ lớn về vườn. À là lột đi à áo phan. Để cho vũ lớn về vườn. Ôi trời ơi. Thưa quý vị và các bạn, đã có bao thế hệ nghệ sĩ thành danh qua sự dìu dắt và chỉ bảo của cố nghệ sĩ nhân dân Tào Mạt, và cũng đã có rất nhiều diễn viên trưởng thành, trở thành nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú nhờ những vai diễn mà họ đảm nhận trong các tác phẩm của ông. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Viễn là một minh chứng tiêu biểu, chị vào vai Hề Già trong vở Lý Nhân Tông Kế Nghiệp của bộ Ba Chèo Bài Ca Giữ Nước như một bản sao của nghệ sĩ nhân dân Tào Mạt. Ông đã chỉ bảo trao truyền cho chị cả một tấm chân tình với nghề tổ. Bằng cả sự thăng hoa lóe sáng của một nhân sinh quan là cốt cách của ông, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Viễn đã tiếp nhận kế thừa và thể hiện vai Hề trong vở diễn bằng sự trải nghiệm và tài năng xuất chúng của mình. Quý vị và các bạn hãy cùng đón nhận tài năng của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Viễn qua lớp chôn Hề đầy tâm huyết của tác giả và nghệ sĩ biểu diễn. Chùm chăn nhét rẻ vào miệng ta. Của cải ở đâu khai hết ra. Của cải ở đâu khai hết ra. Thôi, các chú ăn cướp nhầm chỗ rồi. Bình sinh ta chỉ có đi hát, được đồng nào uống rượu hoặc đem cho, ta chẳng có của ná gì. À đây, mới hôm qua quan khách sư cho ta 2 lạng vàng, ta cho học trò 1 lạng, còn 1 lạng ta xin biếu các chú, rồi các chú tha cho ta về đi hát cho dân nghe. Ta chết, các chú được lợi gì? Ông chết, chúng tôi chẳng được gì, chẳng mất gì. Ấy, các chú mất nghe hát. Nhưng vàng thì chúng tôi vẫn lấy, mà giết ông thì chúng tôi vẫn cứ phải giết. À, năm nay ta đã 60 tuổi rồi, không có con cháu, chết không tiếc nữa, mà cũng không phải sợ cho ai nữa. Nhưng ta muốn hỏi, ta làm điều gì hoặc nói câu gì có hại đến các chú? Các chú có thù oán gì ta thì cũng phải cho ta biết để ta tạ lỗi với các chú. Trước khi chết thì cái vong linh ta nó mới hả, hồn ta mới không phải ngầm oan. Ta mới không oán gì đến dòng giống như các chú chứ. Đảng nào thì ông ta cũng chết, cứ nói thẳng ra cũng chẳng sao. Oan hồn hồn hiện, cứ nói thẳng ra, kẻo vạ lên đến con cháu nhà mình. Người cho ông vàng, sai chúng tôi giết ông. Thế ra, quan thái sư cho ta vàng, rồi lại ngầm sai người giết ta. Quan thái sư
là tể phụ của triều đình đã định giết ta thì ta thoát làm sao được. Thế các chú có biết quan thái sư ghép ta phạm tội gì không? Quan thái sư không muốn cho ông gặp mặt đức vua, mà ông ấy thì cứ nhầm nhầm nghĩ tới chuyện can vua, thế là trái ý ngài rồi còn gì. Thế lỡ các chú không giết thì cả nhà bốn chúng tôi phải chết thay. Thế thì ta phải chết thật rồi. Ta phải chết cho cả nhà bốn chú sống. Thế riêng các chú bảo ta chết vì tội gì? Tội của ông ấy, một là vì ông quá tin yêu người, hai là vì ông cũng biết uốn cái lưỡi. Kiếp này thì chết không gỡ được rồi, kiếp sau có làm người thì phải tập uốn cái lưỡi cho nó reo rẻo một tí. Phường nguồn có câu, gió chiều nào che chiều ấy mà. Thế thì ta biết tội của ta rồi. Ta chết một là vì ta quá tin yêu người, hai là vì ta không biết uốn cái lưỡi. Nhưng cái nghiệp của ta nó bắt ta phải như thế. Ta làm nghề hát thì ta phải biết tin yêu người, phải hát lên những điều ngay thật. Ta biết các chú là người đeo mặt nạ quỷ chứ không thực là quỷ. Chính ta đây chứ không phải ai khác đã từng lội sông vào nơi giặc đóng, giả làm thần miếu, ngâm to bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của quan thái úy Lý Thường Kiệt để đuổi giặc quách quỷ Triệu Tiết đấy. À, thế ra bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, tục truyền của thần linh, là của quan thái úy Lý Thường Kiệt làm ra, mà người ngâm lên trong miếu lại là ông này. Sao không tâu lên vua mà đánh thưởng? Quan thái úy dạy rằng nếu tâu lên có được thưởng công, nhưng thần linh bớt thiêng, dân bớt tin, mà giặc bớt sợ thì hại cho nước. Giặc Tống đâu chỉ định đánh ta có một lần. Thôi, các chú cứ bỏ mặt nạ ra mà nói, đằng nào thì ta cũng không chạy đi đâu được. Ông không chạy, thế là khôn đấy. Thì ra là người cả. Ta trông chú thấy quen quen. Ta nhớ ra rồi, có phải các chú là người nhà của quan thái sư? Thế quan thái sư cho ta chết cách gì? Quan thái sư truyền, tội của ông ấy là ở cái lưỡi, nên phải hành hình vào cái lưỡi. Vì thế cho ông chọn một trong ba cách để chết. Một là lấy giải lụa này thắt vào họng làm cho ông chết, lè lưỡi ông ra. Hai là sẵn cục nhân ngôn đây, hoa và rượu bắt ông uống làm cho ông chết, rụt lưỡi ông lại. Ba là rào sắc đây cắt vào họng làm cho ông chết, đứt rời lưỡi ông ra. Thế ra quan thái sư ra ơn cho ta được chọn cả tam ban ấn điển của triều đình, nhưng ta không muốn xin được sống để liên lụy đến vợ con các chú. Nhưng mà thắt họng thì nó tức thở khó chịu, uống nhân ngôn thì nó đắng lắm, cắt họng thì nó đau lắm, máu chảy lênh láng trông không đẹp tí nào. Bây giờ ta muốn xin các chú cho ta chọn cách chết của ta thì có được không? Cách nào cũng được, miễn là ông phải chết, cứ vùi xong là thôi. Giờ ta nhờ ba chú đào giúp cho ta cái huyệt, còn một chú chạy tắt cánh đồng về bê cho ta cái vò rượu ra đây. Ta sẽ uống một bữa thật say, say đến mê đi, rồi các chú gói chặt ta vào cái chân này chôn luôn xuống đất. Như thế các chú là người có phần có phúc, còn ta thì được chết ngọt chết êm. Còn bài nào thật hay ta học trong dân, ta sẽ hát nốt cho các chú nghe. Các chú thì được nghe hát, còn ta thì được các chú đào giúp cho cái huyệt. Ta sẽ phù hộ cho con cháu các chú. Thế là ta không có thù oán gì nhau cả. Chúng tôi cũng đã từng nghe ông hát. Hát hay đấy, chẳng giấu gì ông. Giết ông chúng tôi rất ngại. Kẻ phạm tội hay giặc giã thì giết không ghê tay, nhưng giết ông thì ai cũng ghê tay. Cho nên chúng tôi đã thủ sẵn mỗi người một bầu rượu nặng, uống vào cho đỡ ghê tay. Ông đã muốn chết vì rượu thì chúng tôi xin biếu ông tất cả. Ha 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 ha
Thế là các chú thì giúp cho ta khỏi đau, còn ta thì giúp cho các chú khỏi ghê tay. Hay, hay. Suốt đời ta chỉ có say mê, mê chăn, mê hoa, mê thơ, mê rượu. Có bốn bầu rượu ta chẳng thiếu, để một lần này ra khỏi bến mê. Ta có một cái bát, ngoài men trơn, trong lòng vẽ hoa cúc, để mỗi khi uống rượu ta nhìn thấy mặt hoa. Nào, mời các chú, các chú hãy uống với ta mỗi người một hớp, gọi là rượu vĩnh biệt nhau. Mời các chú. Chúng tôi đã biếu thì ông cứ việc uống mà. Các chú mà không uống ấy thì ta lại phải hát mời các chú đây. Thì ông hát đi.
lúc bầu ra chân hiền vàng tươi, nhìn trong rượu thấy hoa cười, hỏi chân chân hãy trả lời cho ta đời. Được, ta còn đám học trò các chú, còn vợ con các chú. Xưa nay người ta giữ kín mâu sâu kế lạ, chứ ai lại giữ kín tiếng hát của thằng hề. Suốt đời ta đi hát cho mọi người nghe, giờ câm bặt không còn tiếng hát. Sống như thế khác chi hòn đất. Không làm hề thì làm nghề khác, chết làm gì uổng lắm ông ơi. Người phân ra thiện ác cũng như nước có dòng đục dòng trong, quan có nịnh có trung, hề có chân có ngụy. Cũng có những thứ hề nịnh kẻ ác như liêu thủ tâm dốc mía lên đầu sư quách bốc, nhìn người đau đớn để cho vua ngọa triều làm vui, khiến cho cơ nghiệp nhà Lê hai đời đã phải suy sập. Thế là bố là anh hùng mà con là đồ đốn mặt. Ta sống để làm vui cho người đời, thấy kẻ rong chơi ăn bám tham lam ta cười tủm cười ruồi, thấy kẻ nịnh nọt gian ác ta cười khinh cười bỉ, thấy kẻ nhố nhăng ta cười ầm cười ý, thấy chuyện bất công ta cười đắng cười cay. Ta cười cho sang lẽ dở hay, kẻ gian hoảng biến ngay hà lòng. Nay các chú bảo ta không hát nữa ấy.
mảnh thân tàn, còn ở làm chi? Huyệt kia chú cứ đào đi. Tài công hề chúng tôi tiếc lắm, biết bao giờ mới có được công hề? Không lo, không lo, hề không đẻ được ra hề con, nhưng đời nào cũng có hề. Ta là kẻ đi góp nhặt tiếng hát tiếng cười trong thiên hạ, nếu còn kẻ nhung nhăng bậy bạ thì dân gian lại này. Ah!
là một người ham học hỏi, có xúc cảm thẩm mỹ, có tố chất nghệ sĩ cũng như tài năng văn chương mà một tào mạt nghệ sĩ đã xuất hiện với những tác phẩm gần như là những chuẩn mực cho sân khấu chèo nói riêng và sân khấu Việt Nam nói chung trong giai đoạn hiện đại. Tài trí của ông đã sáng lên và có thể nói ông chính là người kế thừa xuất sắc truyền thống của những sĩ phu Bắc Hà đã được định vị hàng ngàn năm qua. Chúng ta trân trọng tài năng và đức độ của ông, nghệ sĩ nhân dân Tào Mạt.